Hello, chào tất cả anh em. Trong video của mình ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm của mình, những cái quan điểm của mình khi mình chơi nước hoa. Gọi là chia sẻ thôi chứ không dám gọi là hướng dẫn, vì kinh nghiệm của mình thì nó cũng chưa phải là master đó. Thì rất là mong các anh em xem, nếu như mọi người cảm thấy hợp lý cái điểm nào thì mọi người cùng làm giống mình, còn nếu mà không thì nó tính cái chơi nước hoa này nó tính cá nhân rất là cao, cho nên là kể cả những người mà đã chơi 10 năm hoặc là những người mà có nhiều kinh nghiệm chẳng hạn, thì khi mà họ nói các anh em không nhất thiết phải là theo đó. Mỗi người nên có một cái quan điểm riêng của mình khi mà chơi nước hoa đó. Ok, bản thân có kinh nghiệm của mình, với cái kinh nghiệm của mình, và mình nghĩ là đại đa số không ai có thể dám kết luận là tất cả những chai nước hoa niche đều ok, tất cả những chai nước hoa indie đều ok, và cả nước hoa design cũng thế. Nhưng ở đây mình có một cái ví dụ mà có thể giúp mình có một cái câu trả lời tổng quan của vấn đề. Mình nhận thấy rằng nước hoa hay là phim ảnh hay là âm nhạc nó đều có một điểm chung, đó là cái cảm xúc và sự sáng tạo của người perfumer, của nhà đạo diễn, của diễn viên, của ca sĩ và của nhà nhạc sĩ. Họ luôn luôn sử dụng cái sáng tạo và cái khả năng của họ để họ chế tạo ra một chai nước hoa, một bộ phim hay một bài hát. Thế nhưng các anh em chỉ cần vào Google để search bom tấn thất bại, album thất bại, thì họ mọi người có thể thấy là tất kể cả những ngôi sao hạng A, những diễn viên hạng A, những ca sĩ hạng A, họ có thành công nhưng cũng có những thất bại. Thành công và thất bại họ luôn luôn song hành cùng với họ trong có thể năm nay hoặc sang năm đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại bất ngờ thấy là một diễn viên ít tên tuổi họ lại bất ngờ thành công với một bộ phim không được để ý đến, một ca sĩ có thể đang là một nghệ sĩ đường phố thì họ vẫn bất ngờ vụt sáng chỉ nhờ một bài hát nào đấy. Điều này hoàn toàn luôn luôn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thì đối với mình, perfumer cũng thế. Kể cả có là một master, có nghĩa là họ bản thân họ họ là một một nhà pha chế nước hoa thiên tài, họ có một kỹ năng rất là tốt, một cái khả năng cảm nhận rất là tốt. Thế nhưng không phải chai nước hoa còn họ nào của họ cũng là tốt. Sẽ luôn luôn có 50% là chai nước hoa vớ vẩn và 50% nước hoa một chai nước hoa của họ là thành công. Cho nên với cái quan điểm của mình, design hay niche hay indie không có các khái niệm đấy, mà chỉ có chai nước hoa gọi là dấm dớ và một chai nước hoa tốt. Cho nên đối với quan điểm của mình thì mình không bao giờ mình mặc định một khái niệm đặt là phải nước hoa niche, là phải nước hoa indie, là phải nước còn design là thế này, thì mình không bao giờ mình có khái niệm như thế. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái lối suy nghĩ như thế thì chúng ta đã tự dựng cho mình một cái ranh giới để bị lỡ mất những cái mùi hương đẹp, trong khi hoàn toàn chúng ta có thể tìm được, chúng ta hoàn toàn có thể không bị bỏ lỡ. Hoặc kể cả là nói về giá tiền thì mọi người sẽ có thể là bỏ ra một số tiền rất là bình thường, thậm chí rất là ít. Thế nhưng đổi lại cái chúng ta nhận được thì lại dẫn được rất là nhiều. Thế nhưng bởi vì chúng ta luôn luôn tự dựng cho mình một cái rào cản là nước hoa niche, nước hoa indie, sử dụng nguyên liệu cao, sáng tạo, cho nên chai nào của họ cũng là tốt. Còn design là mùi hương đại trà, sử dụng nguyên liệu nhân tạo và suy sinh đến số đông, cho nên chai nào cũng như chai nào. Đấy là một cái quan điểm với cái cá nhân của mình, đấy là một sai lầm đó. Thì điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em là như thế: không có niche, không có indie, không có design, mà chỉ có nước hoa tốt và một chai nước hoa không tốt. Điều thứ hai đó là có nên blind buy không. Thực tế mà nói thì nhiều anh em, mình thấy đại đa số là khuyến cáo là không nên blind buy vì khả năng rủi ro rất là cao, và mình cũng đồng ý quan điểm như thế. Nếu như bạn là một người dùng nước hoa, có là bạn chỉ cần 5 đến 6 chai sử dụng, thì anh em nên thẩm mùi thậm chí là phải thẩm 1-2 lần thì mới cảm thấy rõ mùi hương này có ok hay không, sau đó mới quyết định hạ tiền mua chai nước hoa đấy. Thế nhưng nếu như bạn là một người chơi nước hoa thì là một vấn đề khác. Mình cũng xin chia sẻ với anh em là 90% chai nước hoa của mình là không thẩm mùi. Mình mua không thẩm mùi mà đa phần đều là blind buy. Thì mình nhận thấy rằng cái blind buy nó có hai điểm rất là tốt. Cái thứ nhất,
là khi mà các anh em bài bài, có nghĩa là mọi người sẽ phải phân tích nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Thì trong một khoảng thời gian như thế, vô hình chung đấy là chúng ta tự rèn cho mình một cái kỹ năng, nó có thể gọi là nôm na giống như giác quan thứ 6 ấy. Có nghĩa là khi anh em có một khoảng thời gian tìm hiểu, tự tìm hiểu, comment rồi so sánh rồi nghiên cứu, thì chúng ta sẽ tự train cho mình một cái kỹ năng, với mình thì mình gọi là giác quan thứ 6. Nghĩa là sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ như mình nhé, mình khi mà mình nhìn một cái chai, một cái nốt, những cái nốt nguyên liệu của chai nước hoa đấy, thì trong đầu mình sẽ có một cái map mùi hương nó như thế nào như nào. Để mà nói cụ thể như thế nào đối với anh em thì mình không thể nói được, thế nhưng bản thân mình khi mình nhìn, mình có thể phán đoán được, mình có thể cảm nhận được chai nước hoa này mùi nó sẽ như thế nào trong khoảng 40%. Và đôi khi 40% cũng là đủ để quyết định mua một chai nước hoa hay không. Và đấy là mình thấy một cái lợi ích rất là tốt của Blybuy. Tất nhiên thì mọi cái trên đời đều phải trả giá, không thể nào mà 100 lần đều thành công 100 lần. Nhưng khi mà đã chơi nước hoa thì chỉ cần một lần chính xác thôi, thì 10 lần thất bại nó cũng giúp cho các anh em rất là nhiều. Và mua được một chai nước hoa mà mình ưng ý trong khoảng hơn, mình nhớ không nhầm, hơn 50.000 chai nước hoa thì nó không phải là đơn giản đâu. Đó, thì đây là mình thấy một cái lợi ích rất là tốt của Blybuy. Cái thứ hai, cái lợi ích của Blybuy thứ hai nữa, đó là chúng ta sẽ không bị bất kỳ một cái ranh giới nào. Chúng ta có thể tự tìm, tự search, tự nghiên cứu và cuối cùng mua cho mình một cái chai nước hoa độc lạ. Giá tiền có thể rẻ, có thể đắt thì tùy. Kể khi mà đã thích thì có đắt bao nhiêu cũng hạ tiền, còn nếu mà đã không thích thì một đồng mình cũng không bỏ ra. Đấy là cái mà mình muốn nhắn nhủ với anh em. Còn quay lại cái lợi ích thứ hai của Blybuy thì các anh em sẽ không bị một cái giới hạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ tự tìm, sưu tập cho mình một cái bộ sưu tập. Cái thứ nhất là hoàn toàn có thể là rất là rẻ, thế nhưng chúng ta lại có những cái mùi hương rất là đẹp, rất là ưng ý đối với các anh em. Và thậm chí là một chai nước hoa đắt tiền và nhưng đổi lại là nó mùi hương rất là tốt, mùi hương rất là đẹp, có tính nghệ thuật cao. Đó, thì đấy là hai cái lợi ích mà mình muốn nói với anh em về Blybuy. Điều thứ ba mình muốn nói là nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu nhân tạo. Mình thấy là các anh em đang cho rằng có một số các anh em luôn cho rằng nguyên liệu tự nhiên mới là tốt, còn nguyên liệu nhân tạo nó là một cái gì đó nó rẻ tiền và mùi hương nó không ok. Nhưng mà thực tế thế này thì Luca Turin, một người hiện nay đang ông có nghĩa là thế này. Trong cái phân tử mùi hương thì hiện nay đang có hai cái lý thuyết. Một là có hình dạng, có nghĩa là giống hóa học anh em đang học bây giờ, hình này mà mọi người thường hay được thấy, có những cái dấu cộng, dấu nhân đó. Còn Luca Turin thì ông cho rằng phân tử mùi hương là rung động theo sóng. Đó, hai hình thái này hoàn toàn đang tranh luận với nhau và chưa kết luận được ai là người đúng, ai là người sai. Do đó là trình của ông này không phải dạng vớ vẩn đâu. Thì ông này ông đã nói là nếu như nguyên liệu nhân tạo là xương sống thì nguyên liệu tự nhiên là thịt tươi. Nói ở đây nghĩa là cái gì? Đấy là cái câu vừa rồi thì mình tạm dịch thôi, nghe nó hơi buồn cười. Nhưng mà nói đây nghĩa là gì? Đó là tự nhiên và nhân tạo là luôn luôn phải song hành cùng với nhau. Nếu như không có nhân tạo thì tự nhiên sẽ bị gặp một cái vấn đề rõ nét nhất, đó là khả năng lưu mùi nó sẽ bị kém đi rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa đó là đôi khi những chai nước hoa mà nếu như không có cái nguyên liệu nhân tạo thì sẽ không bao giờ có thể phát huy được hết 100% cái độ hay của nó. Một cái ví dụ tiêu biểu ở đây đó là Chanel No. 5. Nếu như không có cái nguyên liệu aldehyde thì rau hồng và hoa nhài trong Chanel No. 5 chưa chắc đã thành công. Đấy là một cái kết luận mà các anh em cứ vào base note thì họ luôn 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 đánh giá là như thế. Chanel No. 5 nếu như không có cái aldehyde đấy, nó tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngửi, thì kể cả có dùng hoa hồng xịn, hoa nhài xịn cũng chưa chắc đã thành công, chưa chắc đã tạo được một cái dấu ấn như hiện tại. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà có cái công nghệ Hespex,
cái công nghệ Hatchback này là cái gì, có nghĩa là ví dụ như các anh em, ví dụ đây là một cái bông hoa chẳng hạn, thì công nghệ này nó sẽ chụp tất cả những cái mùi hương xung quanh các phân tử mùi xung quanh của cái bông hoa này để tạo nên một cái mùi hương mà bình thường chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Thế nhưng nó sẽ tạo nên cái mùi hương, ví dụ khi mà chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy một cái đồng cỏ xanh này, một cái thung lũng gì đấy, hoặc một cái bông bông hoa buổi sớm mai, tự nhiên chúng ta cảm nhận như thế, thì cái công nghệ Hatchback nó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được những cái mùi như thế. Và nếu như không có nguyên liệu nhân tạo thì công nghệ Hatchback sẽ không bao giờ có thể làm được những cái điều như mà chúng ta cảm nhận. Do đó nước hoa chúng ta không nên phân biệt là nhân tạo hay là tự nhiên, bởi vì tự nhiên tất nhiên là không thể phủ nhận những cái điểm mạnh của tự nhiên. Thế nhưng nếu như không có nguyên liệu nhân tạo thì sẽ không bao giờ có thể được phát huy được hết những cái hay, những cái đẹp nguyên liệu tự nhiên. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em những cái cảm nhận, những cái kinh nghiệm của mình, những quan điểm của mình trong việc chơi nước hoa. Rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu anh cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.